No. Only you and that. Anh ơi, thì nói nha. Hôm qua anh đặt tôi nói nha. Đi chơi Korea. Nè, đi chơi Korea. Hôm qua còn nói hôm nay không xem tìm. Cậu ơi không đi Korea nha. Tại sao? Sợ không ăn. Bảo đi là bên Hàn Quốc thì em không ăn được, không ăn được là đồ Hàn. Thì đây là mình nói. Đồ Hàn chắc không? Dễ, đồ Hàn good. Đồ Hàn ăn cái món nướng ngon. Mọi người bảo là đồ Hàn có ăn không? Đó, đồ Hàn là giống như thịt nướng nè. Thịt heo nướng, thịt bò nướng, cá nướng. Con, có ăn Việt Nam đúng không anh? Được. Không sợ. Ở Hàn cũng có nhà hàng Việt Nam nữa. Korea có, Việt Nam. Đúng. Em xem Indonesia có ăn Korea, có ăn Việt Nam. Là không biết vợ và không biết. Không biết.